Công vụ các sứ đồ chương 9 Bây giờ Sao Lơ chỉ hàng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng Thầy Cả Thượng Phẩm, xin những người bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách. Hầu cho hãy gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao Lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thành linh có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng hỡi sao lơ sao lơ sao ngươi bắt bớ ta người thưa rằng Là chúa chúa là ai chúa phán rằng ta là giê xu mà ngươi bắt bớ nhưng hãy đứng dậy vào trong thành người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết sao lơ chờ dậy khỏi đất mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. vả tại thành Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thái rằng, Hỡi Anania, người thưa rằng, lại Chúa có tôi đây. Chúa phán rằng, hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao Lơ, người tạc sơ ở nhà Juda vì người đang cầu nguyện và đã thấy một người tên là Ananias bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Ananias thưa rằng, Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người phải biết chịu đau đớn về danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Sao Lơ mà nói rằng Hỡi anh Sao Lơ, Chúa là Giêsu này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây. Đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy đức thánh linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt, rồi chơi dậy và chịu phép bắp tem. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sao lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa Mát. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu xu là con Đức Chúa Trời. Phạm những người nghe điều lấy lầm lạ mà nói rằng há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẳng danh này lại đến đây để trói họ địa về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn sao lơ lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Judah ở tại thành Damas mà nói rõ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Cách lâu ngày người Judah mưu với nhau để giết Sao Lơ. Nhưng có người báo tin cho Sao Lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sao Lơ. Sau lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dầm người xuống ngồi vách thành. Sao Lơ trở thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người. Không tin là môn đồ. Barnabas bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người. Lại thế nào, người đã giảng dạy cách bảo dạng về danh Đức Chúa Giêsu tại thành Đa Mách. Từ đó, sau lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách giảng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenic, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Ấy vậy hội thánh trong cả xứ Giu xứ Galile và xứ Samari được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp thì số của hội được thêm lên. Và Fierro đi khắp các xứ cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó Fierro gặp một người đau bại tên là Ene, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Pierre nói với người rằng, hỡi ê nê, Đức Chúa Giêsu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì, người vùng chờ dậy. Hãy thải dân ở Lida và Saron thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giốp B, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô Ca. Người làm nhiều việc lành và hai bố thí, trong lúc đó người đau và chết Người ta tắm rửa sát người Rồi để yên trong một phòng cao Môn đồ nghe Führer đang ở tại Lida Cần thành giúp bê Bèn xoa hai người đi mời người đến Chớ chậm trễ Führer đứng dậy đi với hai người Khi tới nơi Người ta dẫn Führer đến chỗ phòng cao Hết thả các đàn bà quá Đều đến cùng người mà khóc Và dơ cho người xem Bao nhiêu áo sống và áo ngồi lúc Doka còn sống ở với mình đã mai cho. Fierre biểu người ta ra ngồi hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn xây lại với xác mà rằng, Hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt, thấy Fierre bèn ngồi dậy liền. Fierre đưa tay ra đỡ cho đứng dậy, đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến, họ cho thầy cho họ thấy người sống việc đó đồn ra khắp thành Giô B. Nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn phía ra ở lại thành Giô B nhiều ngày. Tại nhà người thợ thuộc gia tên là Simon.